Không biết người bí ẩn này từ phần 1 là ai đúng không? Tôi sẽ lộ thân phận. Còn bây giờ thì tôi sẽ lộ thân phận của hắn. Đây chính là thân phận thật của hắn. Là một người mặc đồ như là một nữ nhân. Đồ của hắn, cũng là zombie, đội một cái mũ và mặc một cái áo có hình dấu gạch. Và người đứng trên camera không ai khác chính là hắn. Và hắn ngồi và hắn đứng dậy khỏi ghế. Hắn đã bước đến một con, hắn đã đi và hắn đã bước đến một cái nút. Và hắn đã bấm và đã có một chuyện xảy ra rất bất ngờ. Một con robot có mặc đồ giống hắn, nhưng áo của nó lại có một hình gạch chéo cách một cái cây đỏ Hà Lan. Và có một xúc tua, và có một xúc tua và một quả cầu bằng nó bắt đầu. Và tên zombie đã bắt đầu leo lên cái chỗ của con robot để điều khiển. Và trong khi đó, tất cả các loại cây đều đã bị thiêu rụi và chết. Và khi nhìn đến cái chỗ cửa sổ của nhà thì mọi người sẽ thấy, nhìn kỹ vào thì mọi người sẽ thấy một con người. Và chúng ta đã biết được nhân vật chính. Nhân vật chính không mấy khác chính anh chàng này, nhưng xuất hiện rất là ít. Anh chàng này kéo một cái dây xuống, bụng một cái, thế là đâu ra trên nóc nhà rơi những cái này. Thế là tất cả cái hạt rơi xuống những cái cây đã chết. Và nó đã biến thành, ngạc nhiên chưa, đã có rất nhiều cây tiến hóa. Và đã có thêm rất nhiều cây. Cây đậu Hà Lan 6 nào. Nói he he he, cuối cùng chúng ta cũng được hồi sinh rồi 500 anh em ơi. Còn đi sao thì anh em đã sẵn sàng chưa nào? Chắc chắn. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta đã có khiên dẫn mắt. Còn bây giờ thì chiến đấu. Sư hồ lo đê đê. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Tôi không muốn nhìn thấy người chết. Nhìn đi má ơi. Nhìn đi, kẻ thù chết rồi phải vui chứ. Đúng rồi. Ê, cái ăn thịt, mày biết nói từ khi nào vậy?
Yes. Và robot thì ngã xuống. Hả? Sao cực kỳ mạnh thế?